phương tham gia chương trình biểu diễn trong dịp kỷ niệm 1535 Hà Nội do huyện Phúc Thọ tổ chức. Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa khác như phục vụ lễ hội truyền thống của làng và các lễ hội truyền thống của các địa phương khác, biểu diễn phục vụ các cháu thiếu niên nhi đồng trong các dịp đặc trung thu, ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 hàng năm và các sự kiện chính trị của địa phương. Đến nay, câu lạc bộ Lân Sư Rồng Tam Hiệp có 46 hội viên và được chia làm 4 đội, gồm múa lân, đội múa sư tử, đội múa rồng và đội nhạc. Ngoài việc cố gắng rèn luyện kỹ năng biểu diễn, các hội viên thường xuyên tìm hiểu, sưu tập những bài biểu diễn truyền thống, học hỏi và giao lưu với các đội để giúp các hội viên câu lạc bộ ngày càng sáng tạo hơn trong những đường nét biểu diễn. Thank you.
người dài. Vâng, xin được cảm ơn màn trình diễn hết sức ấn tượng của đội rồng huyện Phúc Thọ.